Vô hôm nay mình sẽ nói về một cái vấn đề trong Facebook mà mình thấy là có rất là nhiều người mắc phải, và gần như nó là một cái hiện tượng luôn, chứ không phải là một cái vấn đề. Nhưng mà nói ra cái này thì nó sẽ hơi đụng chạm một tí, tại vì nó xảy ra quá nhiều người. Đó chính là việc nghỉ chơi cái bộ môn này. Trước khi bắt đầu video thì mình cũng phải nói luôn là mình không có phê phán bất kỳ ai, tại vì mỗi người đều có những cái lý do riêng để nghỉ. Ví dụ như là có những người, người ta bận chuyện gia đình, hay là người ta gia đình khó khăn, hoặc là có những cái nỗi lo khác người ta cần phải quan tâm, cho nên là người ta tạm, người ta gác bút lại để người ta lo cho những cái việc quan trọng hơn. Tuy nhiên thì cũng có những cái lý do như là các bạn nản, hoặc là các bạn cảm thấy là không biết đi tiếp như thế nào, hoặc là các bạn là bị gia đình cấm cản hay là cái gì đó. Thì mình muốn làm cái video này chủ yếu là hướng tới những bạn đó, để mình có thể cổ vũ, mình có thể mở ra được một cái cánh cửa cho các bạn có thể đi tiếp được. Một cái lý do nghỉ khá là phổ biến mà mình từng gặp đó chính là nghỉ vì bận. Có lẽ là do anh em không có muốn giải thích chi tiết với người khác, cho nên là anh em chỉ nói ngắn gọn là bận thôi. Nhưng mà cũng có một số bạn là có tâm sự chi tiết với mình, đó là các bạn đang thi học kỳ lớp 8, lớp 9 gì đó, hoặc là các bạn đang học cấp 3 làm bài tập nhiều, thì các bạn cảm thấy là chơi nó khá là áp lực, cho nên là các bạn có ý định nghỉ. Mình thì cũng không muốn áp đặt cái vấn đề này, nhưng mà mình cũng có một cái quan điểm như này, đó chính là khi mà các bạn thực sự đam mê một cái gì đó thì các bạn sẽ luôn tìm ra được thời gian cho nó, nhất là những cái bộ môn đơn giản như là Facebook. Thì mỗi ngày các bạn chỉ cần dành ra tầm 15-30 phút, thậm chí là những ngày nào mà các bạn bận quá, các bạn kiểu như các bạn không thể nào dành ra được một cái phút gì đó, thì các bạn có thể tạm gác cái ngày đó lại và các bạn đợi một cái ngày rảnh cuối tuần hay là gì các bạn có thể chơi bình thường. Mình đã từng trải qua những cái dấu mốc như các bạn rồi. Mình đã từng thi chuyển cấp lên cấp 3, mình đã từng thi đại học, mình đã từng làm đồ án tốt nghiệp. Khi mà thi ở trên đại học thì có những hôm là 8 giờ sáng thi thì mình thức từ tối đó, mình thức tới 8 giờ mình đi thi, xong về thì mình mới ngủ. Và khi mà đi làm thì mình biết là có những anh người ta khi mà đi làm về, tức là 5 giờ chiều, 5-6 giờ chiều thì người ta còn học thêm phần mềm, người ta đam mê những cái phần mềm, người ta còn học thêm ngoại ngữ các thứ. Đó, tới 1-2 giờ sáng người ta mới bắt đầu đi ngủ, và qua ngày hôm sau người ta lại bắt đầu đi làm. Vì nếu các bạn thực sự đam mê một cái gì đó thì các bạn sẽ luôn tìm ra được thời gian rảnh dành cho nó. Có thể không phải là hôm nay mà là ngày mai, ngày kia hoặc là cuối tuần. Đó, vì vậy mình cảm thấy là việc từ bỏ một cái sở thích, một cái đam mê của mình bởi vì thi học kỳ hay là bởi vì làm bài tập nhiều thì thực sự là nó không có đáng lắm. Cái lý do thứ hai mà mình gặp cũng nhiều không kém, đó là vì nản. Đây là một cái cảm giác mà mình cũng đã từng trải qua rồi, chứ không phải là không có. Vào cái giai đoạn là 2012-2013 thì lúc đó mình chơi được tầm 2 năm mấy. Mình có thân với một số anh em ở trên diễn đàn Facebook. Chơi thì cũng khá là vui, cho tới khi là tham gia vào những cái video tập thể thì bạn bè của mình là được khen kiểu như là combo top, những cái combo tốt trong cái clip đó. Còn cái combo của mình thì không được đánh giá cao lắm. Lúc đó mình cảm thấy rất là ganh tị và rất là nản. Có thể nói là cái mục đích chơi lúc đó của mình chủ yếu chỉ là để cho các anh khen thôi, chứ không phải là mình chơi vì cái đam mê thực sự, mà chủ yếu là chỉ được nghe người ta khen. Vào năm 2013-2014 thì mình có tham gia vào một cái group là VBC do một anh cựu thành viên lập ra để mà cho những bạn anh cảm thấy là có tiềm năng. Khi vào đó thì mình nhớ là nó sẽ có một cái bảng xếp hạng theo tuần hay là theo tháng gì đó, mình cũng không nhớ rõ, nhưng mà đại loại là bọn mình là phải cố gắng tập luyện, phải cố gắng để mà không có bị lọt xuống quá nhiều hạng trong cái tháng, trong cái tuần đó. Và nhóm thì luôn có những cái video lớn, cho nên là các bạn sẽ phải luôn sẵn sàng quay clip. Lúc đó là một cái khoảng thời gian khá là áp lực vì mình vừa mới lên cấp 3 thôi. Các bạn biết cấp 2 là đang vui chơi nô đùa, sau đó là lên cấp 3 thì bắt đầu là cái môi trường nó thay đổi, thì người ta sẽ sinh ra những cái áp lực trên trường, sau đó áp lực về nhà là quay clip rồi bị rớt hạng, bị chê các kiểu. Thì đó là một cái chuỗi ngày khá là tăm tối đối với mình. Mình đã từng rất là nhiều lần nghĩ tới chuyện sẽ nghỉ cái giò này, cho tới khi là mình gặp được Akai thì anh em bắt đầu thực hiện những cái video mà trước đây rất là ít người thực hiện. Ví dụ như là quay theo nhạc, hay là những cái video quay chơi ngày Tết, hoặc là những cái video 60fps. Thì đây là những cái video mà rất là ít người làm, tại vì khi mà làm thì đa số là sẽ bị chê hoặc là bị nói này nói nọ. Cái thông điệp mà tụi mình muốn truyền tải đó chính là cái niềm vui khi mà các bạn chơi cái trò này. Tức là các bạn có thể tự ý các bạn sáng tạo mà không phải theo một cái khuôn nào cả. Ví dụ như là cái video ngày Tết,
thì cái không khí Tết là cái quan trọng nhất, chứ không phải là cố gắng quay thiệt là pro vô, gốc thiệt là chuẩn vô để mà không có bị lỗi. Tuy nhiên thì mình không phê phán những cái sẵn có, những cái theo khuôn là xấu, tại vì nó sẽ giúp các bạn là có tính kỷ luật hơn, và nó sẽ giúp cho cái cộng đồng này nó phát triển đều hơn, chứ không phải là mỗi người đi một hướng thì nó sẽ chẳng ra cái gì cả. Tuy nhiên thì mình vẫn muốn là các bạn ngoài cái khuôn có sẵn thì các bạn vẫn nên là sáng tạo thêm, các bạn vẫn nên là tìm cho mình một cái động lực ở bên ngoài, chứ đừng có theo một cái gì nó theo mẫu cả thì nó sẽ không có hay, vì khi đó các bạn sẽ rất là dễ bị nhàm chán. Cái lý do thứ ba đó là bị gia đình cấm cản, thì cái này thực ra là nó cũng thường thôi, tại vì Việt Nam mình thì thường là không có thích con em là chơi những cái bộ môn như này lắm, tại vì nó hơi kiểu như là không có liên quan tới học hành, không có ích, không có tác dụng gì nhiều. Cái này thì thực ra là hên xui thôi, vì có những gia đình người ta rất là khó và rất là vô lý thì cái đó là mình chịu. Nhưng mà nếu mà các bạn cảm giác được một cái tia hy vọng gì đó thì các bạn nên là cố gắng các bạn học. Các bạn học xong hết rồi các bạn bắt đầu các bạn chơi. Và khi mà chơi thì điểm các bạn vẫn tốt thì mình nghĩ là cũng không có ai nói gì các bạn cả. Tại vì trước đây là mình có một thằng bạn là nó rất là mê chơi game. Nó mê tới mức mà nó trốn nhà nó đi chơi, nhưng mà nhà nó lại muốn nó làm bác sĩ. Đó, nhưng mà ông chơi thì ông vẫn học bình thường. Cho nên là cuối cùng thì ông vẫn đậu bác sĩ, thì cuối cùng nhà cũng đâu có nói gì cả đâu. Đó, cho nên là mình nghĩ là chơi nhưng mà các bạn vẫn có cái ý thức, các bạn học thì cũng sẽ vẫn là ổn cả thôi. Ok, và đó là chia sẻ về những cái lý do nghỉ chơi của các bạn. Thì nếu các bạn cảm thấy có gì đó thiếu sót hoặc là sai, hoặc là các bạn muốn bổ sung những cái lý do khác, thì các bạn có thể comment ở bên dưới. Mình sẽ có thể là sẽ ra thêm những cái video phần 2, phần 3 để nói về cái vấn đề này. Và ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video. Hy vọng là sau cái video này thì các bạn sẽ có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi cái bộ môn, theo đuổi cái đam mê của bản thân. Và ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Nếu thấy hay nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh.